buổi họp báo tuyên bố chia tay sự nghiệp của tiền đạo chứa danh Sergio Agudo vừa diễn ra tại sân Nou Camp. Bệnh tim đã khiến cầu thủ người Argentina không thể tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Sau tuyên bố này, sự nghiệp của cầu thủ vô cùng nổi bật El Kun chính thức khép lại. Anh bắt đầu một cách khó nhọc buổi họp báo, nín lặng mất hơn một phút trước khi đưa ra thông điệp kể trên trong nước mắt. Sự kiện Agüero giải nghệ vì bệnh tim khiến nhiều người sốc. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Tất cả các môn thể thao đều mang lại những cảm xúc khác nhau, nhưng không phải tự nhiên mà người ta lại gọi bóng đá là môn thể thao vua. Những cảm xúc đặc biệt từ bộ môn thể thao này không chỉ xuất hiện ở những cầu thủ, huấn luyện viên, ông chủ của đội bóng, mà còn đến từ những người hâm mộ. Và sau đây, cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp đầy cảm xúc trên sân cỏ của môn thể thao này nhé! Ngày 12 tháng 6, trong trận đấu giữa tuyển Đan Mạch và Phần Lan tại Euro 2020, tiền vệ Christian Eriksen bỗng nhiên đổ gục xuống sân mà không hề có va chạm tác động từ bất kỳ ai. Khoảnh khắc này khiến cho không chỉ các cầu thủ trên sân, khán giả trên khán đài mà cả hàng triệu người theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ cũng không khỏi thót tim, bàng hoàng, xót xa. Đội trưởng Simon Kjær đã lao đến và thực hiện thao tác để sơ cứu cho Eriksen trước khi các bác sĩ vào sân. Đồng đội Eriksen đứng thành vòng tròn xung quanh để có thể thể hiện họ vẫn ở bên anh và họ không để cho những hình ảnh gây ám ảnh có thể lọt vào ống kính truyền hình, máy ảnh. Trong trận đấu giữa Barca gặp Alaves hồi cuối tháng 10, Agüero bất ngờ cảm thấy mệt, choáng và các bác sĩ được trọng tài yêu cầu lập tức vào sơ cứu. Sau đó cầu thủ này ổn định lại sức khỏe, nhưng theo đề nghị từ đội ngũ y tế, anh vẫn phải rời sân để tới bệnh viện kiểm tra thêm. Sau những cuộc kiểm tra y tế, tiền đạo người Argentina được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim. Nếu cố gắng ra sân, tính mạng của anh có thể bị đe dọa. Và tối ngày 15 tháng 12, tiền đạo Sergio Agüero đã xác nhận việc phải giải nghệ ở tuổi 33 trong buổi họp báo trên sân Camp Nou. Tôi đã cố gắng hết sức tìm một tia hy vọng, nhưng không. Tôi tự hào và hạnh phúc vì sự nghiệp mình đã có. Trận đấu thuộc vòng 2 Ligue 1 giữa Marseille và Bordeaux mới chỉ bắt đầu được 6 phút khi Dimitri Payet của Marseille chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Samuel Kalou đang đứng trong hàng rào bỗng đổ gục xuống sân trước sự ngỡ ngàng của đồng đội. Cầu thủ của cả hai đội đã nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền chạy tới chỗ của Kalou và gọi đội ngũ y tế vào sân. Sau khi đội ngũ y tế vào sân, cầu thủ của hai đội đã cùng nhau lập hàng rào che chắn cho tiền đạo sinh năm 1997. Rất may mắn, sau khi được đội ngũ y tế hỗ trợ, Kalou đã tỉnh lại và có thể tự di chuyển ra ngoài sân. Thậm chí cầu thủ này còn trở lại sân thi đấu trước khi được thay ra ở phút 14. Antoine Griezmann đã từ người hùng thành tội đồ của Atletico Madrid khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì cao chân với Roberto Firmino của Liverpool ở lượt trận thứ 3 bảng B Champions League. Dù vậy, trước khi rời sân, Griezmann cũng đã gửi lời xin lỗi đến Firmino. Steven Gerrard trở về sân Anfield trong vòng đấu tới với tư cách là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Aston Villa. Và dĩ nhiên, dù với cương vị gì, thì các khán giả ở đây vẫn luôn chào đón Gerrard một cách nồng nhiệt và đầy cảm xúc như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Cậu bé đã cầm tấm biển cổ vũ cho Erling Haaland suốt trận đấu với kình địch Bayern Munich. Dù buồn vì thất trận, nhưng chân sút người Na Uy vẫn không quên cảm ơn fan nhí trên khán đài. Khi tiền đạo 21 tuổi quay trở lại sân, rồi vỗ tay cảm ơn người hâm mộ. Camera quay cận cảnh vẻ mặt hạnh phúc của cậu bé sau khi được thần tượng tặng áo. Dù các cầu thủ mất một chân và thủ môn chỉ có một tay, nhưng Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết ngoạn mục. Tuyển bóng đá khuyết tật Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại tuyển Anh 2-1 trong trận chung kết trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả ở Istanbul. Một trận chung kết giàu cảm xúc và rất kịch tính. Trận đấu vòng 5 giải vô địch quốc gia Argentina nay đã được đổi tên thành Copa Diego Maradona, chứng kiến cuộc đối đầu đặc biệt giữa Newell's Old Boys và Boca Juniors. Khoảnh khắc xúc động nhất đã diễn ra sau khi Edwin Cardona ghi bàn mở tỷ số cho Boca thắng 2-0 chung cuộc. Các cầu thủ Boca đã cùng nhau chạy đến chỗ khán đài nơi con gái Maradona, Dama, đang ngồi, vỗ tay tán thưởng và đặt chiếc áo số 10 ngay ngắn trên sân. Ngồi trên phòng khán đài quen thuộc dành cho Maradona tại sân La Bombonera, cô con gái Dama bật khóc nức nở vì xúc động trước hành động của các cầu thủ Boca. Ben Chilwell nằm sân đau đớn sau pha va chạm với Rabiot và không thể tiếp tục thi đấu. Hậu vệ người Anh không may dính chấn thương ở chiến thắng Juventus và sẽ phải nghỉ thi đấu để điều trị. Trong trận Man City gặp Man United, trong một tình huống phát hiện Bruno Fernandes bị đau,
hậu vệ Kyle Walker đã chủ động đá bóng ra biên để tạm dừng trận đấu. Đây cũng là hành động thường thấy ở các cầu thủ trong nhiều trận đấu khác. Khi trận đấu đang diễn ra, thủ môn Omerkan Atvi của TCDD Tasi Masilic gặp một chút vấn đề ở chân sau pha tranh chấp bóng với đối thủ. Và dù trong tình huống có lợi, nhưng cầu thủ đối phương đã ngay lập tức đá bóng ra biên để tự tạm dừng trận đấu. Ramos gia nhập Real từ Sevilla năm 2005. Trong 16 năm gắn bó, anh đã để lại nhiều thành tích cũng như là kỷ niệm trong lòng các đồng đội, khán giả của câu lạc bộ cũng như chủ tịch Florentino Perez. Và đây chính là khoảnh khắc đầy tình cảm giữa vị chủ tịch và thủ quân kỳ cựu một thời kèn kèn trắng trong lễ chia tay. Trong buổi họp báo tổ chức tại sân Camp Nou, Lionel Messi đã bật khóc và bày tỏ sự xúc động khi nói về cuộc chia tay với Barca. Anh đã phải mất vài phút để kiềm chế cảm xúc và bắt đầu phát biểu. Tại đây, Messi đã không thể che giấu tình cảm dành cho Barca cũng như sự thất vọng khi phải nói lời chia tay. Các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, ban lãnh đạo Barca cùng các phóng viên đồng loạt đứng dậy vỗ tay động viên cầu thủ mang áo số 10. Khi tập luyện khởi động trước trận đấu với Young Boys, Cristiano Ronaldo đã không may sút bóng trúng một nữ quản lý. Ronaldo đã dừng luôn phần khởi động của mình và nhảy qua hàng rào của sân vận động để kiểm tra tình hình của nữ nhân viên kia. Một cầu thủ người Nga đã ghi bàn thắng và chọn cách ăn mừng để gửi đến người mẹ của mình. Đây có lẽ là một khoảnh khắc đầy cảm động mà chúng ta thường được chứng kiến trong các trận bóng đá. Như nhiều cầu thủ khác, Saïd Benrahma đã chấp nhận chịu một tấm thẻ vàng từ trọng tài để cởi áo ăn mừng bàn thắng tri ân người cha của mình. Trong trận đấu với Rostov tại giải vô địch quốc gia Nga, thay vì nắm tay những em bé bước ra sân, 11 cầu thủ đá chính của câu lạc bộ Zenit Saint Petersburg, mỗi người đã ôm một chú chó. Đây đều là những chú chó vô chủ đang được nuôi dưỡng trong những mái ấm tình thương. Thông qua hành động này, đội bóng nước Nga muốn khuyến khích mọi người hãy đến với những mái ấm này để nhận nuôi những người bạn bốn chân dễ thương, qua đó giúp chúng có được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền và được tán dương ủng hộ nhiệt liệt. Felix Afena-Gayun đã gây chú ý trong trận thắng 2-0 của AS Roma trước Genoa sau khi vào sân ở phút 74 rồi lập cú đúp trong vòng 12 phút. Đúng như lời hứa, huấn luyện viên Jose Mourinho đã tặng cho Felix Afena-Gayun một đôi giày có giá là 800 euro. Khi Mourinho mang món quà đến thì Afena-Gayun đã không khỏi xúc động và tỏ ra hồi hộp lúc đi thử giày trước mặt ông thầy. Sau đó cả hai thầy trò ôm lấy nhau. Tiền đạo Neymar đã có màn ăn mừng đầy ý nghĩa sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Bordeaux. Theo đó thì Neymar đã viết trên áo của mình dòng chữ: "Tôi sẽ là người hâm mộ của bạn mãi mãi, nữ hoàng của sự đau khổ, RIP MM." Neymar muốn gửi lời tri ân đến ca sĩ đồng hương Marilia Mendonca, người đã mất vì tai nạn máy bay. Ngôi sao người Ukraine Oleksandr Zinchenko gây chú ý với màn cưỡng hôn nữ phóng viên tóc vàng đồng hương xinh đẹp trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 5-0 trước Serbia ở vòng loại Euro vừa qua. Zinchenko đã dành tặng bàn thắng mà anh ghi được vào lưới của đảo Sip cho đứa con của mình bằng cách đặt quả bóng vào dưới áo của anh ấy và chạy đi ăn mừng. Cả hai cũng đã trải qua những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Trở lại chơi bóng sau 10 tháng điều trị chấn thương, Ansu Fati ngay lập tức nhắc nhở cho cả thế giới thấy mình xuất sắc đến như nào. Khi Fati vào sân, tất cả culé có mặt ở Camp Nou đã đứng dậy vỗ tay chào đón số 10 mới của Barcelona. Bên cạnh đó, người hâm mộ lại hô vang tên Fati mỗi khi anh có bóng như để tiếp thêm động lực cho chân sút 18 tuổi này. Và Fati đã đáp trả tình cảm và sự kỳ vọng của các culé theo cách không thể tuyệt vời hơn khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona ở phút bù giờ đầu tiên trong hiệp 2. Chúng ta vừa cùng xem lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc và ấn tượng trong bóng đá. Đừng quên nhấn subscribe và để lại bình luận bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!